Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry mới tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết làm việc với nhóm G7 và các nước khác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đầy tham vọng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 7 tháng 9 cho biết rằng, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, nhân chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 9, đặc phái viên Kerry và người đứng đầu chính phủ Việt Nam ghi nhận những tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, đồng thời quyết tâm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo. Theo cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đặc phái viên Kerry bày tỏ quyết tâm thành lập nhóm công tác về biến đổi khí hậu Việt Nam-Hoa Kỳ trước hội nghị lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Trước khi tới Hà Nội, ông Kerry tới thăm khu vực miền Nam Việt Nam. Đặc phái viên này viết trên trang Twitter rằng ông có chuyến thăm tuyệt vời đến thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre để nghe ý kiến từ các nhà sinh thái học địa phương, các chuyên gia năng lượng sạch và lãnh đạo chính quyền tỉnh. Ông Kerry cũng cho biết rằng ông tận mắt chứng kiến những tác động của biến đổi khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái sông quan trọng của Việt Nam.